cái nút bấm trong thì tuy nhiên trong Corel thì nó áp dụng cách phương cách nó hơi khác một tí. Đây các bạn quan sát này, đầu tiên là tôi tạo ra một cái nền đã, thì chúng ta làm trước tiên là làm với cái hình tròn này, chọn một màu, ví dụ màu sẫm thế này đi nhá. Sau đó thì tôi sẽ làm tiếp thao tác là sử dụng cái công cụ contour, tôi sẽ tạo cho nó một cái hướng ra ngoài như thế này đó. Các bạn thích thì lấy cái màu giống như thế đi. Như vậy là ta có hai vòng, một trong một ngoài đúng không, đồng tâm đồng dạng. Sau đó thì chúng ta sẽ tách nó ra vào object, chọn cái contour và object break. Break như thế là chúng ta tách được hai cái vật chủ và cái contour ra, hủy bỏ cái đường viền thì cho tôi. Sau đó thì chúng ta làm tiếp thao tác là nhân bản tiếp cái vòng trong, Ctrl C, Ctrl V đó. Sau đó thì tôi sẽ chuyển sang màu trắng như thế này. Đến đây thì tôi bắt đầu sử dụng công cụ Pen Tool, tôi vẽ một cái đường cong như thế này. Cong nhiều cong ít thì tùy ý tưởng của các bạn, để các bạn làm cái phần mà bóng sáng ấy nó được cắt ra. Sử dụng cái này đó, tôi cắt cho cái phần sáng này bằng cách là sử dụng lệnh trim. Sau khi sử dụng lệnh trim rồi thì cái đường này tôi không cần nữa, tôi sẽ xóa bỏ đi, tách cái này ra làm đôi và hủy bỏ cái phần nửa bên dưới. Đấy, đến đây tôi bỏ cái phần trắng này đi. Chúng ta sẽ làm trong cái này bằng cách là sử dụng công cụ Interactive Fill, chúng ta sử dụng cái Transparency đấy và chọn kiểu Linear. Sau đó thì tôi sẽ xoay cái phần trắng này lên phía trên này và phần đen là hướng vào tâm, chéo chéo nghiêng theo cái chiều cong của cái này. Làm cho cái này nó trong nhiều hay trong ít thì các bạn tùy vào cái điều kiện cụ thể mà điều chỉnh nhé. Đấy, đến đây thì tôi sẽ làm cho nó có một cái độ cong vồng lên ở giữa, tức là tôi sẽ điều chỉnh cái này này, cái tròn nhỏ ở trong này này, bằng cách là chọn nó. Sau đó thì tôi sẽ chuyển sang kiểu Interactive Fill và chúng ta sẽ chọn cái kiểu là Elliptic. Đấy, tốt nhất là nên chọn một cái màu mà nó sáng như thế này đó, điều chỉnh một chút cho nó cái tâm nó hướng xuống dưới một chút thế này. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái hình mà nó có cái tính chất là cong rồi thì trong bóng. Các cái hình dạng khác thì nó cũng sẽ là tương tự thôi, ví dụ như là tôi vẽ một cái hình như thế này cũng được đó, nút theo kiểu chất chữ nhật nhé. Tôi có thể là về tròn góc một tí đi cho nó khác biệt này. Bây giờ lấy đỏ đi, hủy bỏ đường viền, cũng làm tương tự như vậy. Tôi sẽ tạo ra một cái hình như thế này. Sau đó thì chúng ta cũng tiến hành là làm gì đấy ạ, tách nó ra bằng lệnh Ctrl K. Sau đó thì chúng ta cũng lại tạo ra cái gì đấy, được rồi, copy hay không copy cũng không quá quan trọng, cứ vẽ cái hình này ra đi đã. Sau đó thì copy cái phần này và tô cho nó màu trắng, lấy cái phần này cắt ra phần này bằng lệnh trim, bỏ cái đường cong, chọn phần trắng, break, tách nó ra và vứt bỏ phần dưới, xóa đi. Sau đó thì chúng ta lại thực hiện lại thao tác là gì đây nhỉ, làm trong đúng không? Lúc này cũng vẫn thực hiện theo thao tác là gì đây, một trên một dưới, trắng ở trên đen ở dưới. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ phần chọn phần này, chúng ta cũng lại tô chuyển. Lúc này thì chúng ta sẽ tô chuyển theo kiểu linear như thế này đúng không? Các bạn thích thì các bạn có thể là lại xoay chuyển nó. Nên lấy màu đại loại như thế này chẳng hạn, hoặc là tùy các bạn. Đấy,
dạng dạng như thế này thì chúng ta cũng sẽ tạo ra được những cái độ trong, độ bóng cho những cái nút. Về quy tắc thì nó cũng tựa tựa như nhau cả thôi. Các bạn sáng tạo, các bạn linh hoạt một chút trong cái thao tác thì các bạn có thể tạo ra được những cái nút với các cái dáng vẻ khác nhau, màu mè khác nhau. Tuy nhiên nó đều có cái độ vồng lên, căng lên và có cái độ trong bóng bề mặt.